đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng sau trận thắng Campuchia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thưởng nóng cho đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng sau chiến thắng hủy diệt 4-0 trước chủ nhà Campuchia để có mặt ở trận chung kết. Tối ngày 12 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước chủ nhà Campuchia. Qua đó có lần thứ 10 liên tiếp lọt vào trận chung kết ở một kỳ SEA Games. Những người đã ghi bàn để mang về chiến thắng cho đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung là Vạn Sự, Hải Yến, Thùy Trang và Huỳnh Như. Sau khi kết thúc trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn đã xuống sân chúc mừng huấn luyện viên Mai Đức Chung và các thành viên trong đội tuyển nữ Việt Nam. Đồng thời thông báo thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng đội 500 triệu đồng vì thành tích vào trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn động viên toàn đội và căn dặn giữ sức khỏe, tiếp tục chuẩn bị thật kỹ cho trận chung kết bóng đá nữ gặp Myanmar vào ngày 15 tháng 5 tới. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi rất vui mừng vì đã vào đến chung kết. Trận bán này cũng khá vất vả. Đội tuyển nữ Việt Nam rất tôn trọng đối thủ và đội Campuchia cũng có nhiều tiến bộ. Trận đấu này đội đã đảm bảo được yêu cầu của ban huấn luyện đề ra. Đó là vừa thắng trận vừa đảm bảo được lực lượng. Với chiến thắng 4-2 trước đội tuyển nữ Thái Lan, đội tuyển nữ Myanmar sẽ là đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong trận chung kết. Ở vòng bảng, hai đội đã chạm trán nhau vào phần thắng thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, Myanmar luôn là đối thủ đáng gờm tại khu vực Đông Nam Á. Việc họ ngược dòng thành công trước Thái Lan dù đã bị dẫn trước với tỷ số 0-2 sẽ là hồi chuông cảnh báo cho đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu cuối cùng.